chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bãi của em. Thì đây là clip số 415. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Thì quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship, còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5-7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 22 mã sản phẩm. Em xin phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Dạ, mã đầu tiên ngày hôm nay là một con rút ri vê, con rút đinh tán của nhà Marvel. Con này thì nó dài tổng của nó là 26cm giúp em, hoạt động tốt ha. Với các đầu rút các anh thấy là còn rất là mới và đẹp, không bị tùy. Thông số của nó là 2.4, 3.2, 4. và 4.8. Con này thì là hoạt động tốt giúp em nha các anh. Đó, hoạt động ngon lành cành đào ha. Này, đôi đó con của nhà Marvel nha các anh. Dạ rồi, con này mã số 1 giúp em ha. Đây, đóng cái nắp của nó lại. Dạ rồi, con này mã số 1 giúp em, giá của nó là 450.000 ạ. Mã 1 450.000. Dạ, mã số 2 là một con đuôi chuột. Con này dài tổng 26cm, hàng của nhà NGK ha các anh. Dạ rồi, con này là một con đuôi chuột 4 số, với các thông số của nó là 17-22 và 19-24. Thì các anh thấy là các đầu con này nó cực kỳ dày dặn, để khi mà các anh làm á, nó có thể vặn nặng được ha. Tại vì các số của nó cũng lớn đó các anh, 17-22, 19-24 lận ha. Đây, các anh chỉ cần nhích lên như thế này nó thành 24 nè. Đó, rồi mình gạt xuống thì nó trở thành là 19 lại ha. Thì bên đây cũng tương tự nha các anh. Dạ rồi, con đuôi chuột 4 số, mua 1 mà được 4, hoạt động tốt. Đó, đuôi chuột tự động luôn, giá của nó là 430.000 giúp em nha các anh. Mã số 2, 430.000 ạ. Dạ, mã số 3 là một con búa đinh của nhà Bakuma. Con này dài tổng là 35cm. Bakuma một cái thương hiệu búa rất là nổi tiếng của Nhật ha, với các dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Các anh thấy cái phần cán đồ là còn rất là ok, đẹp ha, made in Japan. Đó. Phía bên đây là cái đầu đóng, các anh thấy là đầu đóng của con này đấy, còn nguyên si này các anh thấy không? Đó, rất là ok ha. Bên đầu nhổ đinh cũng thế. Đó, ngon lành cành đào đối với con này ha các anh. Các đai đều là chắc chắn hết. Con này là bao đẹp cho các anh. Dạ rồi, mã số 3. Con này giá của nó là 330.000 giúp em nha các anh. Mã số 3, 330.000 ạ. Dạ, mã số 4 là một con kìm đa năng, dài tổng là 23cm. Thì con này nó có rất là nhiều tính năng ở trong một cây kìm, đó nó giúp các anh làm việc một cách đa dụng nhất ha. Thì về cái phần tay cầm, các anh thấy hãng thiết kế này, đó, nó bo khi mà vừa lòng bàn tay của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với con kìm này đó, đây các anh thấy là hiệu của nó ha, của Densen nha các anh. Thì ở đây là nó dùng để kẹp nè, đó, hai cái đầu này là gọi là cốt tròn và cốt thường này, các anh thấy không nè. Đó, và ở đây là cái phần lưỡi cắt dài xuống ha, là phần lưỡi cắt đây, mở bên trong răng lợi cho các anh thấy này, còn rất là ok ha. Con kìm này là ngon nha các anh. Đây, và con này thì nó sẽ dùng mở những cái ren ngoài các anh, những cái ống ren ngoài rồi cái nó sẽ dùng để nó nảy đất nó mở ra ha. Đó, dạ rồi, con này mã số 4 giúp em, giá của nó là 400.000 nha các anh. Mã số 4, 400.000 ạ. Dạ, mã số 5 là một con búa đa năng nè. Con này dài tổng 27.5cm, hàng của nhà Puppy Nhật Bản ha, Puppy Japan. Thì con này nó có cái gì đặc biệt? Thì các anh thấy là đối với cái con này nó sẽ tích hợp rất là nhiều tính năng ở đây, và nó phù hợp để các anh có đặc biệt là các anh mà mình làm trong ngành thủ công đó, như là làm da hoặc là làm ví hoặc là này kia đó ha. Đó, làm trong thủ công thì con này rất là ok. Đây là với cái phần đầu búa này các anh, nó tích hợp ha, đầu búa này bên đây nó giống như cái búa này, các anh thấy không? Đó, đây đầu nhọn, đầu búa nhọn này. Ở đằng đây thì các anh có thể là dùng để mình kẹp và uốn này, ở hai đầu này ha. Đó, hai bên đầu bên đây là sẽ là đầu cắt kẽm. Đó, đầu cắt ở bên đây. Đây các anh thấy hai cái phần lưỡi của nó. Còn đây là sẽ là kìm kẹp ngàm dưới nha các anh. Mã số 5. Con này giá của nó là 450.000 giúp em nha các anh. Đó, búa Puppy, búa cái dòng này thì các anh sưu tầm cũng rất là ok ha, tại vì nó khá đặc biệt. Mã số 5 giúp em 450.000 ạ. Dạ, mã số 6 đang cầm trên tay em là một con dao khá là đặc biệt ha. Con dao này thì nó là dao Honyaki, lưỡi mỏng của nhà Sadamun. Con này thì còn mới nguyên, các anh thấy là còn tem luôn này. Đó,
Thì nhắc tới Honyaki là cảm thấy được một cái sự đẳng cấp và cao cấp rồi ha các anh. Đó, không không cần phải mình không cần phải nói nhiều về vấn đề này ha. Đó, thì như các anh thấy là đối với cái con này, cái lưỡi của nó là chất của nó là chất inox nguyên khối thì nó sẽ tạo cho cái con này nó không có bị reset ha, và các anh rất là dễ mài và dễ xài. Con này nó dày tổng là 4 ly ha. Đó, nó dày tổng là 4 ly để con dao này nó có thể đạt được cái độ ổn định, nhưng mà tuy nhiên nó sẽ phát về cái phần lưỡi như thế này để cho con dao nó vừa ổn định mà nó vẫn đạt được cái độ bén để các anh có thể làm việc một cách tốt nhất. Và con này là hàng thủ công giúp em nha, hàng thủ công còn rất là mới và đẹp luôn ạ. Đó, các anh thấy không? Ở đây là cái phần 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 chốt, còn phần cán là cán sừng của nó này, các anh thấy không? Này, ở đây là cán sừng này ha, đó rất là đẹp, phần sừng còn rất là đẹp luôn các bạn đấy. Và cái phần cán tay cầm của nó là tay cầm dạng hình chữ D với thiết kế hình chữ D như thế này, để khi các anh cầm nó ôm với lòng bàn tay, nó giảm cái sự căng thẳng lên cái tay của mình khi mình cắt ha. Đối với dòng dao này, mã số 6 giúp em ha, con này các anh sưu tầm hoặc là mình làm bếp chuyên nghiệp á, mình cắt con này rất là ok. Đó, các anh thấy không? Rất là đẹp. Mã số 6 giúp em ha. Và mã số 7 em đang cầm trên tay là một con kìm vice grip của Mỹ. Con này hàng mới 100% ha. Đây, hàng của nó là full hộp nha các bạn. Đây, nó còn hộp luôn ha. Đó, full hộp giúp em. Thì con này là hàng mới 100%. Thì các anh biết là cái dòng vice grip này, nó cây này nó được gọi là dạng là kìm bóp chết dạng xích đó các anh. Đó, thì như hãng nó cũng có đề cập tới này, các anh thấy này. Đó, thì để nó dùng là những cái trục tròn hoặc là những cái vật dụng nó ở những các hình hài khác nhau ha, thì các anh dùng những cái con này nó rất là ok luôn. Thì con này cái phần thân là 21,5 với, nhưng mà cái phần dây xích của nó đây này nó dài lên tới tận 50 cm để các anh có thể là mình dễ dàng hoạt động ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai là con này là nó được, con này là đời 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 cổ này, năm 1924 này, các anh thấy không? Đó, và thuộc ba dòng ha. Đây, dòng ba dòng này. Đó, đây là một trong những cái con kìm mà các anh cực kỳ là đáng sưu tầm trong ngày hôm nay ha. Đây, xưởng Dewitt Peterson USA. Trời ơi, hàng mới 100% mà là dạng hàng kìm kìm đời cổ, đời xưa nữa. Đây, các anh thấy là thuộc ba dòng 1924. Đó, không cần phải nói nhiều đối với dòng này nữa ha các anh. Quá là đẹp luôn. Hàng mới luôn nha các anh. Đấy, full dây xích này. Đó, cây này là không sưu tầm thì còn cây nào nữa hả các anh? Đó, quá đi. Dạ rồi, con này mã số 7 giúp em ha. Đó, mã số 7 giúp em, kìm vice grip của Mỹ, mã 7. Và mã số 8 là một con xẻng đa năng ha. Con này là xẻng của Anh đó các anh. Đây, thường ở đây nó sẽ có cái tem ở đây nè. Đó, thì con này nó dài tổng là 38 cm với cái phần lưỡi là 18 cm ha. 18 cm là độ dài, để em đo cái chiều rộng của nó bao nhiêu nha các bạn. Chiều rộng con này là 12 cm ha. Thì cái con xẻng này là nó cực kỳ đa dụng để các anh có thể mình mang đi chơi, đi phượt, và nó nhỏ gọn, các anh thấy không? Nó nhỏ gọn để các anh có thể là mình bỏ ba lô mình mang theo được ha. Đó, rất là tiện dụng đối với cái con xẻng này. Đây, ở bên đây nó còn có các đồ móc khóa để các anh có thể là mình mở đồ này kia, mình nạy đồ này kia ra được ha. Tay cầm tốt. Và chưa hết, thì bên trong con này đó, khi các anh mở ra như thế này. Đây, nó có cái chốt này, các anh mở ra giúp em ha. Đó, thì trong đây là nó sẽ có một cái lưỡi cưa, nên là cái con này là nó vừa là xẻng vừa là cưa được luôn ha, như em đã nói rồi đó. Các anh có thể là mình ứng dụng đa dụng để mình đi dã ngoại đó, mình đi chơi, đi phượt, mình đi cắm trại này kia đó, thì con này là cực kỳ là hữu ích. Đây, các anh thấy này. Đó, hoặc là mình làm vườn đó các anh, cần làm vườn không có cần những cái xẻng quá lớn thì cái con này cũng rất là ok ha. Đây, vừa cưa vừa xẻng vừa xúc vừa đào luôn. Đó, dạ rồi, đây thì con này mà khi các anh làm xài xong thì mình chỉ cần bỏ xuống rồi mình chở nó, cho nó về chở vị trí cũ như vậy là được ha các anh. Đây, nó rất là đơn giản, dễ sử dụng, dễ mang theo. Dạ rồi, con này mã số 8 giúp em, giá của nó là 550.000 nha các anh. Mã số 8 550.000 ạ. Và mã số 9 là một con kéo cắt tôn. Con này dài tổng 25 cm, hàng của Mitsubishi với cái phần dáng kéo như thế này, các anh cắt là khi mà canh lượn đó, nó rất là dễ cắt ha. Đó, bên ngoài được bọc một lớp chrome tạo cho cái con này nó một cái vẻ đẹp và bền bỉ ha. Tay cầm mà còn rất là đẹp, và đặc biệt là phần lưỡi là không có bị sứt mẻ gì nha các anh. Lưỡi con này là đẹp này, không sứt mẻ ha. Dạ rồi, mã số 9 giúp em, giá của nó là 300.000 ạ. Mã 9 300.000.
Và mã số 10 là một con cảo. Con này hàng của Mỹ giúp em ha, của Onway Mỹ. Em xin lỗi, một con sủi. Con sủi này của Onway Mỹ ha các anh. Đó, thì nó dài tầm khoảng là 28 cm nha. Đây, hàng của Mỹ giúp em, Made in USA. Nên là các anh cảm nhận được cái con này, một cái độ chắc chắn và một cái thiết kế nó rất là đặc biệt ha. Đây, thì khi các anh muốn mình thay lưỡi đó, không có cần phải dùng vít dùng gì hết, các anh chỉ cần xoay nhẹ như thế này đó, và các anh nhấn cái này ra là nó thể thay được lưỡi này. À, các anh thấy không? Thay được lưỡi ha. Khi các anh thay lưỡi xong rồi á thì mình khóa lại, thì khi anh nhấn thì nó sẽ không có ra được nữa này. À, các anh thấy không? À, rất là đơn giản. Mã số 10, con sủi này giá của nó là 320.000 nha các anh, mã 10 320.000. Và mã số 11 là một con kìm bấm cốt size lớn ha. Con này là bấm cốt size lớn, nó dài tổng là 35 cm giúp em. Hàng của nhà Minoru Kogyo. Đây các anh thấy này, này hàng nội địa hết ha các anh. Đó. Với cái phần đầu bấm đẹp, bung cốt tốt ha. Đây cái phần tuy nhiên con này nó chỉ có bị một cái là cái phần tay cầm của nó thì hơi nhìn hơi bị xấu một xíu ha các anh, nó nhìn nó không có được láng bóng lắm. Đó, các anh thấy không? Tuy nhiên thì cái phần cốt của con này rất là đẹp. Phần cốt con này là nó thông số của nó là 5.5, 8, 14 và 22, nó lên tới 22 lượng ha các anh. Chuyên bấm cốt lớn và các đầu cốt rất là đẹp nha các anh. Đó, cốt ngon. Mã số 11, con này giá là 550.000 giúp em nha các anh. Cốt lên tới 22 ha. Mã số 11 550.000. Và mã 12 là một con kìm của Mỹ. Con này dài tổng 21 cm của Utica. À, con này là Utica, nó cũng thuộc dòng vintage đó các anh. Con này là thuộc những cái đời 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 trước ha. Này, USA, anh thấy không ạ? Hàng của Mỹ. À, phần tay cầm con này thì có một số chỗ thì nó sẽ hơi có bị nó hơi bị kẹo, nó nên nó bị xước như vậy này các anh. Đó, đây nó hơi bị vướng, nó hơi bị xước dạng như thế này ha. Đây. Đó. Nhưng mà không có sao ha. Đó, bên ngoài thì các anh làm thì vẫn ok thôi. À, về phần răng lợi của con này, bên trong thì răng lợi con này là còn rất là tốt để các anh có thể sử dụng ha. Đó, rất là tốt, phần cả về phần lưỡi cắt này, các anh thấy không, lưỡi cắt rất là khít ha. Đó. Và con này cái dáng kìm của nó hơi bo về cái phía trước để khi mà các anh làm việc á, mình làm trong những cái góc hẹp đồ nó đều có thể bỏ vào được ha. Đây, một cái dáng kìm nó rất là đặc biệt, rất là hay. Mã số 12, con này giá là 400.000 nha các anh, chất thép vô cùng dày dặn ha, nó cắt rất là tốt luôn, con này cắt nặng cũng rất là ok luôn, mã 12 400.000. Và mã số 13 là một gọi là con súng hơi Kinki ha các anh. Đó, con này hàng của Kinki Nhật Bản này các anh. Đây, nó bỏ vào đây, con súng hơi. Đó. Con này mã số 13, giá của nó là 300.000 nha các anh, 13 300.000. Và 14 là một con đánh lửa. Đó, con súng đánh lửa ha các anh. Các anh thấy không ạ? Đó, nó đánh rất là tốt ha. Con súng đánh lửa này thì khi mà các anh, đặc biệt là các anh làm việc mà trong mấy anh hàn gió đá đó ha, đó mình cần những cái tia lửa hoặc là những cái con khò á, mà đôi khi có những con nó không có đánh được tia lửa ha, các anh không có tia lửa tự động, thì những cái con này ha, đó những con nó đánh tia lửa này, đánh rất là tốt nha các anh. Mã số 14, con súng đánh lửa này giá của nó là 250.000 ạ, 14 250.000. Và mã số 15 là một con Eto kịp bàn. Con này thì hàng với cái chất thép của nó rất là chất nha các anh. Hàng của nhà Hosen giúp em, là hàng của nhà Hosen full tem mạc. Ở đây là cái phần kẹp các anh, đặc biệt là các anh thấy những ngay cả những cái phần răng, những cái phần ren của nó ở đây đều còn rất là mới ha. Đó. Cái nghèm của con này là rộng 5 cm và cái size mở tối đa của nó là 2,5 cm nha các anh. Đây. Đó. Con này nó mở tối đa là 2,5 cm giúp em. Đó, kịp bàn. Ở đây bên đây là cái phần đê này. Đó, để các anh có thể làm. Đây các anh thấy coi cái phần nghèm của nó rất là ok ha. Đó, hoạt động êm mượt. Dạ rồi, con Neto kịp bàn này mã 15 giúp em. Giá của nó là 550.000, mã 15 550.000 ạ. Và mã 16 là một con mỏ lết lùn của Top. Con này nó dài tổng là 15 cm.
ở bên ngoài của nó là được bọc một cái lớp dạng lớp cao su hoặc lớp nhựa dẻo ha các anh. Đó, con này thì các anh có thể thấy là với cái thiết kế của nó hết sức là đặc biệt, để các anh có thể làm việc trong các ngóc ngách, những cái không gian mà nó không có đủ ha, đó, những cái không gian hẹp hoặc là ngắn đó. Bình thường những cái con khác nó không có đưa vào được, thì những cái con này nó hoạt động rất là tốt. Có cái size của nó là từ 8 cho tới 38 mm, các anh thấy không? Một con mỏ lết 15 cm mà nó mở được tới 3,8 cm, thì căn phải biết là cái chất thép nó tốt, đồng thời là cái phần của nó là đều focus vào trong cái nghềm hết ha, để khi căn làm này, nó đặc biệt là nó có một cái chỗ để căn có thể là mình để tay, để cái ngón cái để có lực để mình có thể vặn ha. Đây là thiết kế của thằng thằng top rất là tốt. Ở đây về phần nghềm của nó đẹp ha các anh. Đó, nghềm đẹp, bên trong đồ là còn rất là ok, nghềm con này đẹp. Mã số 16, giá của nó là 300.000 nha các anh, 16 300.000. Và mã 17 là một con kìm cách cộng lực dài 23,5 cm. Con này là hàng của nhà Kerlingtour, hàng của Mỹ nha các anh, hàng của Mỹ với cái chất thép nó rất là dày dặn và con này nó cách cực kỳ tốt ha. Đây, con này đây các anh có thể thấy là nó vẫn còn thấy được cái logo của nó và cái chữ USA ở đây này, anh thấy cái logo không ạ? Nó logo Kerling đó các anh. Và chữ USA ha. Đó, ở đây thì bên trong cái lưỡi của con này là toàn rất là ok ha. Con này cách ngon, nói chung là đối với cái dòng kìm này á, anh nào mà đã xài rồi có thấy là xài cực kỳ sướng. Ừ, rất là sướng và rất là bền. Mã số 17 giúp em. Giá của nó là 450.000 ạ, 17 450.000. Và mã 18 là một cây cần lắc 3/8, con này nó dài tổng là 10, để em đo lại ha, nó dài tổng là 19 cm nha các anh, 19 cm, hàng của ProSong, một thương hiệu của Đức ha các anh. Đây là một cây kìm Đức, xin lỗi, một cây cần lắc Đức ha các anh. Đó, một cây cần lắc Đức, đây các anh thấy là nó còn full thông tin hết nè. Đó, đầu của nó là đầu 3/8, hàng mới tinh nguyên luôn. Con này là hàng chắc là nó chỉ thiếu một cái vỏ bên ngoài thôi, là hàng mới 100% đó các anh, nó chưa qua sử dụng luôn, hàng còn mới tinh ha. Đó. Và cái con này thì nó có những cái điều hay sau. Thứ nhất là nó có cái đồ nhấn nhả khẩu này, các anh thấy không? Đó, nhấn nhả khẩu này. Thì khi cái mình làm việc đó, các anh chỉ cần bỏ khẩu là mình bấm bỏ khẩu nhả là lấy ra, chứ không cần phải giật. Đó. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là hoạt động rất là tốt, là các nghe tiếng này, đó, các anh thấy không? Mới, hàng mới rất là đanh ha. Và các anh muốn xoay này, đó, mình xoay lại, đây, các anh thấy này, em để ý này, em xoay lại này, à, vặn này, à, các anh thấy không? Bao ngon này các anh, rất là đẹp luôn, con này rất là đẹp. Mã số 18 giúp em, giá của nó là 650.000 ạ. À, đây là một cái thiết kế rất là đặc biệt của hãng ProSong luôn ha. Đây, thiết kế rất là đẹp, mã 18, 650.000. Và mã số 19 là một con kìm mỏ quạ của nhà Kinibet. Con này nó dài tổng của nó là, để em đo lại, nó dài 24 cm nha các bạn. Con này dài 24 cm, hàng của Kinibet, một thương hiệu đến từ Đức, Germany nha các bạn. Đây đó, hay cầm các kiểu ha. Thì con này thì các anh xài rất là dễ ha, các anh nhấn xuống và nó có một cái lò xo trợ lực ở đây cho các anh này. Đấy, nó có một cái trợ lực ở đây này, đây để khi mà các anh mình làm việc nó êm ái ha. Đó, ngon lành cành đào đây, các anh chỉ cần nhấn xuống đi này, các anh muốn khựng ở đâu thì các anh giữ lại ở đó, đây giữ đến đây đó, các anh thấy không, là nó sẽ tự nó đứng lại ha. Đó, và khi các anh mở ra này, đó, nó có cái lò xo để các anh có thể mở trợ lực ở đây. À, bên trong răng lợi ha, răng lợi con này thì nhìn chung mà các anh xài thì vẫn còn ổn, mà tuy nhiên thì có một số chỗ thì nó sẽ hơi bị dập một chút xíu như thế này đó, các anh thấy không? Đó, bên đây đó, bên đây thì răng để các anh kẹp, các anh làm thì mình vẫn là ok thôi, tuy nhiên là có một cái số chỗ thì nó sẽ hơi bị dính cái này, là nó bị dính cái miếng hàn này, các anh thấy không? Đây, để em. Đó, các anh thấy không ạ? Đây này, nó hơi bị dính ra chút xíu ha. Đó, mà mình để kẹp thì vẫn là ok thôi. Dạ rồi, con này mã số 19 giúp em, giá của nó là 450.000 nha các anh, mã 19 450.000. Và mã 20 là một con mỡ đá mài. Trời ơi, con này là hàng mới luôn, rất là đẹp các anh, mới tinh mới cứng. Size 19,5 cm, hàng của Top Japan. Đó, ngon lành cành đào đẹp nha các anh. Mã 20. Con này giá của nó là 230.000 giúp em ạ. Mỡ đá mài mã 20, 230.000. Dạ, 21 là một con thước
Công thức góc độ hả các ga. Đó, con này hàng của nhà Tajima, made in Japan. Đó. Bề mặt ngoại hình còn rất là mới, bề đằng sau đây thì nó sẽ có những cái công thức cũng như là những cái cách tính để các anh có thể mình đo đạc, mình tính ha. Thì ngoài bên đây là cái bề mặt của nó, các anh thấy là nó có chia thành độ cũng như là chia thành một số cái thông số nhất định để các anh có thể làm việc nha các anh. Ở đây thì mình sẽ điều chỉnh ở đây này, các anh thấy không? Có thể điều chỉnh được này. Đó. Đó, nó được điều chỉnh cái level của nó được ha. Dạ rồi, con này mã số 21, giá của nó là 350.000 giúp em ạ. À, 21 350.000. Dạ, 22 là một công thức ban me. Con này em phải nói thật là nó chưa qua sử dụng luôn đó các anh, hàng chưa qua sử dụng luôn á. Nó là của nhà NSK Nhật Bản ha, NSK Japan full hộp giúp em nè. Đó, với cái thông số của nó là 25 cho tới 50 mm. Đây, các anh có thể thấy ha. Đó. 25 cho tới 50 này. Đây, các anh xoay này, các anh thấy không? Rất là êm ái, anh em đã nói là cái con này là nó còn hàng mới luôn, nó rất là đẹp. Đó, 25. Đây. Nó đi từ bắt đầu 25 cho tới 50 nha các anh, size số là 0.01, rất là nhỏ ha. Size số 0.01 rất là nhỏ. Đây là các bề mặt số đồ của nó là các anh thấy không? Êm mượt lắm ha. Đó. Và ngoài ra thì ở ngay hộp này nó sẽ còn có những cái phụ kiện đi kèm để khi mà các anh nó có một cái phụ kiện đây này các anh thấy không? Đó, khi mà mình hư hại gì đó thì các anh có thể thay được ha. Này. Dạ rồi, con này mã số 22, giá của nó là 580.000 nha các anh, hàng của NSK mã 22 580.000. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 22 mã sản phẩm. Thì anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh. Hẹn gặp lại các anh ở clip sau ạ.